phần 2. thực toán facebook và những điều cần lưu ý bài tiếp theo nền tảng của facebook marketing du kích đã bao giờ bạn nghe tới thực toán adrun chưa ạ à? thực toán adrun khi mình 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 hỏi về thực toán á thì gần như tất cả rất là nhiều bạn kinh doanh trên facebook chưa bao giờ nghe tới thực toán adrun là thực toán gì nó còn rất là nó không mới ở trên đối với những chuyên gia về Facebook nhưng mà nó cực kỳ mới đó với bạn là lần đầu tiên nghe về nó. Dạ, à, mình sẽ khái quát cho các bạn nghe về thực toán ép răng, được không ạ? À? à, thực toán ép răng từ S được định nghĩa như là tất cả các hoạt động trên Facebook mà nó có khả năng là xuất hiện trên new feed của người dùng bao gồm là like, comment, share, tag và bất kỳ hành động nào của người dùng Facebook tối ưu thực toán này để lọc các kết quả xuất hiện trên Newfeed của người dùng. Viên quan vì không phải bất kỳ hành động nào đều được xuất hiện ở trên Newfeed của người dùng.